Xin chào các bạn, chúng tôi đang ghi hình một người bạn đang sử dụng cái bộ song trầm hương tự nhiên 100% của tầm trầm hương an nhiên đang ở trong tư thế thiền. Đây là một bộ sản phẩm phù hợp cho việc ứng dụng trong luyện tập thiền, tu tập và yoga. Sử dụng cái bộ nhang trầm hương tự nhiên 100% này mang đến rất là nhiều lợi ích cho cái người sử dụng. Và đây là một dự án mà chúng tôi rất là tâm đắc. Thứ nhất, sử dụng cái bộ trầm hương không tâm tự nhiên 100% này thể hiện cái đời sống tâm linh tích cực hơn. Vì sao? Vì khi sử dụng trầm hương như 100% này, cái mùi thơm tỏa ra quay quanh cái ngôi nhà. Khi mà các bạn đốt ở trên bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Phật, điều đó nó thể hiện cái lòng thành kính của gia chủ nhiều hơn và cao hơn. Điều thứ hai, đó là khi sử dụng cái bộ trầm hương tự nhiên này trong gia đình, đối với những gia đình sinh hoạt cùng nhau, sử dụng trong phòng máy lạnh, phòng kín, thì mùi trầm tỏa ra sẽ làm cho các thành viên trong gia đình nhẹ nhàng hơn, sảng khoái hơn và luôn luôn cảm giác là yêu thương nhau nhiều hơn. Một yếu tố quan trọng hơn nữa đó là về sức khỏe. Chắc chắn rồi, vì đây là bộ sản phẩm trầm hương được sản xuất bằng 100% tự nhiên từ bột trầm hương, nên việc đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng là điều chúng tôi hướng đến cao nhất. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn và nhiều hơn về cái bộ sản phẩm này ở website trầm hương an nhiên.com. Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại.